Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cây cần của hãng Major Craft. Đó là cây Crosride XR5-1002H. Thì đây là một trong những cái dòng cần mới nhất của hãng Major Craft. Thì cái phôi, cái lăng của nó được làm từ chất liệu carbon Toray T1001G. Thì cái chất liệu này là nó giúp cho cái lăng, cái cần mình nó khỏe, độ bật đàn hồi cao, và đặc biệt là nó rất là nhẹ. Thì cái thông số cơ bản của nó thì cây này dài 10 feet, tương đương với 3m05. Tải mồi là từ 60 đến 100 gram, berlin là từ 1.5 đến 3.5. Thì cây này á thì nó nặng chỉ có 230 gram thôi, rất là nhẹ vì nó làm từ chất liệu carbon Toray mà. Thì cây này á các bạn có thể sử dụng để lưu gần nè, câu cá lóc nhái thật nè, trung đến hàng nặng nè, câu lục cũng được. Thì nó trang bị vàng Fuji sheet chân ca 30-10, cánh mút xốp, chất liệu là carbon Toray. Bát là bát Fuji, có lóc luôn. Cán mút 2 khúc. Rồi, đây là phần ngọn. XR5-1002H Fuji sheet chân ca, sheet ếch. Cần rất là nhẹ. Đầu chống xoắn Fuji sheet, đọt tầm 3 ly, đọt rất là nảy nha các bạn. Chất liệu carbon Toray thì nó giúp cho cái độ bật đàn hồi nó rất là tốt. Thì các bạn muốn tìm một cái cây cần đánh ổn định, độ đàn hồi, nảy cao, thì nhẹ, thì đây là một cái lựa chọn thích hợp. Cần rất là nhẹ, 230 gram, nhẹ so với cái phân khúc 3m. Thì cây này thì rất là nhẹ hơn nhiều. Thì cây này thì đánh cá lóc nhái thật. Rất là tốt. Thì tầm giá trên thị trường của cây này thì nó rơi vào khoảng 5,4 triệu đến 5,8 triệu, tùy theo thông số. Rồi ok, clip này mình xin dừng ở đây. Xin chào bạn, hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.